Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Tình Ma, tác giả Ưu Đàm Hoa. Chuyện lẽ ra được phát trên Két Audio. Tuy nhiên thì có một số trục trặc ở trên kênh Két cho nên là chuyện sẽ được update trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong mọi người thông cảm và ủng hộ kênh. Sau đây chúng ta cùng đến với Tình Ma, tập 2. Tối hôm đó, không khí Sở Gia Trang vô cùng lặng lẽ. Sở Lão Gia thở dài không ngớt, nhìn ra cửa như mong đợi ai. Nhưng người bồn chồn nhất chính là phụ nhân giám đài. Bà đã bỏ khăn che mặt để lộ một dung mạo xinh đẹp dù tuổi đã tứ tuần. Hòa diện trường thủ Lý Long Nguyên hỏi bà: "Tiểu muội có tin chắc vào nhận xét của mình không?" Phụ nhân trào nước mắt đáp: "Lý ca không thấy hắn giống hệt Thiên Long lúc trẻ hay sao? Linh cảm của người mẹ bảo với muội rằng đó chính là ái tử. 2 năm trước y cứu Hương Nhi và xưng là Lục Thiên Vũ. Chỉ có điều lạ là Thiên Sơn kiếm pháp của y còn linh diệu hơn cả Thiên Long. Khinh công cũng vậy. Lẽ nào Vũ Nhi lại tài trí đến mức bổ khuyết được sở học của Thiên Sơn?" Sở Lão Gia gật gù: "25 năm trước, khi Thiên Long và muội cứu ta ở dưới chân dặng Ngũ Hành Sơn, phong thái của thương đệ cũng oai vũ tuấn tú, chẳng khác gì tiểu tử họ Cốc kia, dù có giả hơn." Lão vừa dứt lời thì một bóng người bay qua cửa sổ, quỳ xuống trước mặt phụ nhân nghẹn ngào thưa: "Bất hiếu nhi Thiên Vũ, khấu kiến mẫu thân." Mọi người bàng hoàng vui mừng khôn xiết. Tiêu Phi Phượng chụp lấy bàn tay hữu của chàng thiếu niên xem xét kỹ. Bà rú lên mừng rỡ, ôm chặt con vào lòng khóc nức nở. Nhưng nhớ đến trượng phu, bà đẩy chàng ra gạt lệ hỏi: "Còn vụ thân con đâu?" Thiên Vũ bùi ngùi đáp: "20 năm trước, phụ thân đã trầm mình dưới dòng sông Hán Thủy. Phụ thân nhận ra kẻ thù chính là Tỉnh Ma Mễ Hồng." Độc thủ Long Nữ Tiêu Phi Phượng đau đớn nghiến răng nói: "Ta quyết lấy đầu hắn đem ra bờ sông để tế Thiên Long." Bà quay sang giới thiệu: "Đây là Sở Bá Bá, người đã cưu mang ta trong suốt 20 năm qua." Thiên Vũ sụp xuống lại tạ: "Hài nhi đội ơn bá phụ đã cứu giúp giả mẫu." Sở Lão Gia xô tay nói: "Ngày xưa nếu không có Thiên Long và Tiêu muội thì ta đã bị cường đạo giết chết rồi." Long Nữ chỉ hai người kia: "Còn đây là Lý Bá và Vương Thúc, bằng hữu của Thiên Long, đến đây để giúp ta thực hiện kế hoạch dùng lôi đài để tìm ngươi." Chàng cúi lại rồi nhìn sang Sở tiểu thư. Sở Vi Hương thẹn thùng nói: "Không ngờ chỉ có 2 năm mà võ công của Vũ Ca đã tiến bộ nhanh đến như vậy." Thiên Vũ cười đáp: "Té ra ngày ấy chính Hương muội là người hạ thủ Tứ Giao. Nàng đóng kịch khéo quá, làm ta cũng bị lừa." Rượu mừng được dọn ra, Long Nữ và Thiên Vũ kể cho nhau nghe những tao ngộ đã qua. Đêm ấy, Long Nữ được đám đệ tử Kiếm Minh liều chết bảo vệ. Nàng kịp nhớ đến Sở Trang Chủ nên dặn họ đào thoát về Tây An. Chỉ còn lại có 8 người, họ thay phiên cõng bà mà chạy. Vì mới sanh nở, Long Nữ bị băng huyết, mất hết công lực, nằm bất động suốt gần 20 năm dài nên không thể đến Động Đình Hồ tìm chồng con được. Sở Trang Chủ đã cho người đến Hồ Nam để tìm kiếm Thiên Long, nhưng không hề gặp. May sao năm trước, Sở Lão tìm mua được một nhánh thiên niên Hà Thủ Ô, nên Long Nữ mới phục hồi lại được phần nào. Bà cho mời họ Vương và họ Lý đến để bàn bạc việc tìm con. Quả nhiên Hoàng Thiên run rồi, nên Thiên Vũ có mặt đúng lúc. Long Nữ nghe nói Lục Vị Bái Đệ còn sống và đang xây dựng lại Kiếm Minh. Bà rất vui mừng, quyết định đến gặp họ bàn chuyện báo thù chồng. Long Nữ quay sang nói với Sở Lão Gia: "Đại ca, tiểu muội muốn xin Hương Nhi về làm dâu, người nghĩ sao?" Sở Lão rất ái mộ chàng trai anh tuấn và thần dũng này nên cao hứng trả lời: "Chẳng phải Vũ Nhi đã đả bại họ Triệu để giành ngôi rể quý đó sao? Ta rất vui mừng được hiển tế như Thiền Vũ." Long Nữ cười bảo con: "Sao Vũ Nhi chưa ra mắt nhạc phụ?" Thiền Vũ vội quỳ xuống lại: "Tiểu tế xin ra mắt nhạc phụ đại nhân." Sở Lão cười ha hả đỡ chàng dậy rồi bảo Phi Hưng: "Hương Nhi, còn chưa chịu nhận mẹ chồng ư?" Phi Hương thẹn đỏ mặt rụp lại: "Tục nữ bái kiến Hà Nương." Long Nữ nghiêm mặt nói: "Hai con đã có danh phận phù thề, nhưng hôn lễ sẽ cử hành sau khi Vũ Nhi trả được phụ thù. Hương Nhi và Yến Vân sẽ cùng là tránh thất." Sáng hôm sau, Long Nữ dẫn Hương Nhi và 2 lão họ Lý họ Vương lên đường đến Tổng đàn Kiếm Minh, còn Thiên Vũ trở lại Thanh Long Bang. Vừa đến chân núi Quân Sơn ở cách thành Hàm Dương 30 dặm, Thiên Vũ thấy trước mặt mình là 8 tên sát thủ sứ giả.
những chiếc mặt nạ vô hồn lạnh lẽo trông thật đáng sợ. Một tên cất tiếng hỏi, có phải ngươi là Cốc Giật đấy không? Thiên Vũ hiểu ngay ra là Triệu Tuấn đã nhờ đám thủ hạ của Bá Cầu báo phục. Chàng mỉm cười hỏi lại, chắc các người muốn trả hận dùm cho thiếu môn chủ phải không? Bọn sát thủ giật mình, nhưng nghĩ rằng chàng không thể nào thoát chết, nên tên cầm đầu cười cuồng dại đáp. Xem ra, người cũng là người cơ trí, đoán việc như thần, nhưng rất tiếc, số người đã tận rồi. Thiên Vũ cố đánh một đòn tâm lý. Triệu Báo Cầu hủy diện mạo của các vị, rồi bắt làm kẻ giết thuê, kiếm bạc cho lão. Các vị không hận sao? Tên sát thủ không ngờ chàng biết nhiều bí mật như vậy. Mắt tỏa hàn quang bảo, tiểu tử giỏi lắm, nhưng ngươi không còn cơ hội để nói đâu. Gã phật tay ra hiệu, cả bọn lướt đến tấn công. Chắc đã được cảnh báo trước, nên chúng ra tay rất quyết liệt. Từ đầu đã dùng cô lâu quỷ kiếm, Thiên Vũ tung mình xuống đất đó đánh, tay kiếm tay trưởng tung hoành rất dũng mãnh. Chàng biết cục diện hiểm nghèo nên xuất toàn lực, quyết tốc thắng vì bọn chúng quá đông. Dùng xa luân chiến thì chàng sẽ kiệt sức. Thiên Vũ quát lớn lên như sấm, dung kiếm xuất chiêu thiên sơn nhật xuất. Tay tả vẽ nửa chiêu xuân phong tảo điệp. Một tên trúng kiếm vào vai, còn một tên bị trường phong vỗ vào lưng hộc máu. Chàng phấn khởi tung mình lên không, xuất chiêu thiên sơn lôi sướng, kiếm quang xé gió, bừa xuống đầu hai tên trước mặt. Bỗng nghe sau lưng có hơi gió, chàng xoay người vung trường đánh bạt ra. Cuộc chiến kéo dài từng một canh giờ, Thiên Vũ giết được một tên, nhưng trên lưng bị rạch một đường dài, máu tuôn ướt đẫm áo cừu. Chàng phẫn nộ gầm lên, xuất chiêu thiên sơn tinh bạc, ánh kiếm như giải sao, đâm chết hai tên, và nhận thêm một mũi kiếm vào ngực phải. Biết vết thương rất nặng, Thiên Vũ vung kiếm giả đỏ tấn công, nhưng bất ngờ giở pho khinh không phiêu phong truy vân, lộn mấy vòng rơi xuống lưng tuấn mã. Hồng Nhi biết chủ lâm nguy, phóng đi như tên bắn. Bọn sát thủ giáo giết truy đuổi, nhưng chỉ sau vài chục dặm đã khuất bóng. Chúng ngậm hực quay về, tự an ủi rằng kiếm có tẩm độc, chắc chàng không thoát nổi. Thiên Vũ bị kiếm đâm vào phế phủ, khí huyết tắc nghẽn, máu trào ra không ngăn nổi. Chàng ôm chặt lấy cổ ngựa, phó thác số mệnh cho tuấn mã. Hồng Nhi chạy sâu vào rặng núi Quân Sơn, đến bên một dòng suối, thấy địch nhân không còn đuổi nữa, liền dừng lại uống nước. Thiên Vũ lúc này đã mê man bất tỉnh, lăn xuống bãi cỏ. Tuấn mã dùng chiếc lưỡi ướt át liếm mặt chàng, hí lên vang dội. Thiên Vũ mơ hồ nghe tiếng, dần dần tỉnh dậy. Chàng nhận ra mình đang nằm bên bờ suối, bèn cố gượng bò đến bên dòng nước, ngục xuống uống mấy hớp, rồi ngồi lên kiểm tra thân thể. Chàng cởi bỏ y phục, nghe lưng và ngực vô cùng đau nhức. Vết thương trên ngực vẫn chưa ngớt rỉ máu. Chàng cắn răng gom ít củi khô nhóm lửa. Ngọn lửa cháy đều. Thiên Vũ hờ cho lưỡi dao đỏ rực lên, rồi áp mạnh vào ngực. Một tiếng xèo phát ra, cảm giác đau đớn khiến chàng run rẩy. Nhưng một vết thương đã khép kín, sau lưng khó thực hiện hơn. Mồ hôi tuôn đầm đìa dù thời tiết rất lạnh. Xong xuôi, chàng ngồi xếp bằng, cố đưa chân khí lưu chuyển. Nhưng phế phủ đã bị thương, kinh mạch tắc nghẽn không đi qua được. Chàng biết nếu không có linh đan rượu dược sẽ không thể sống sót. Thiên Vũ bỗng nghe ngực phải nhói đau, máu tràn lên miệng. Chàng thổ huyết rồi ngất lịm. Hồng Nhi sợ hãi hí lên từng hồi như cầu cứu. Lát sau, bên kia suối xuất hiện một lão nhân cao gầy, mặc đạo bào, trước ngực theo hình bát quái. Đôi mắt diều hâu nham hiểm lấp lánh thần quang. Lão phi thần qua suối, đến bên Thiên Vũ quan sát, gật gù hài lòng, rồi bồng Thiên Vũ trở lại bên bờ bên kia. Lão đi vào tòa nhà đá trong rừng, mùi thuốc tỏa ra thơm ngát. Lão đặt chàng lên chiếc bàn giữa nhà, dùng kim vàng châm đầy người, rồi bỏ vào miệng chàng một viên dược hoàn màu đỏ, to bằng hạt nhãn. Chừng tàn một nén nhang, thấy mặt chàng đã có chút huyết sắc, lão rút kim, rắc vào vết thương, băng lại. Cho chàng uống thêm một viên nhỏ màu đen, rồi điểm nhanh trên cơ thể. Thủ pháp của lão rất điêu luyện thành thạo. Đến chiều, Thiên Vũ tỉnh lại thấy mình vẫn còn sống, cơ thể thư thái. Chàng gượng ngồi dậy, thấy một đạo nhân đang ngồi khuấy nổi thuốc. Biết đó là ân nhân, nên bước xuống vòng tay bái tạ. Tiểu bối đội ơn đạo trưởng đã cứu mạng. Lão mỉm cười, người chưa hoàn toàn bình phục, không cần phải đà lễ. Trong 3 ngày, lão chăm sóc chàng rất chu đáo. Thiên Vũ cảm kích, nhưng thầm lo ngại vì chàng nhận ra con người này rất là nham hiểm tà ác. Chàng hỏi lão, chẳng hay đạo trưởng danh tánh là gì, xin cho tiểu bối được rõ. Lão lạnh lùng đáp,
người đời vẫn gọi ta là độc tâm thần y Tăng Dao. Thiên Vũ chết điếng trong lòng, vì họ Tăng là một ác ma nổi tiếng không kém gì Khô Lâu Ma Quân. 30 năm trước bị Thương Thiên Long và Võ Lâm Bạch Đạo truy đuổi giáo giết, không ngờ lão ẩn cư trong dạng quân sơn này. Chàng thầm tính toán rồi giả như không biết, thản nhiên nói: tiểu bối là Cốc Giật, quê ở Cam Túc, mới xuất đạo nên chưa biết uy danh của thần y. Cao Tăng gằn giọng nói: người là đệ tử của môn phái nào? Thanh Thiên Sơn Tần Kiếm là di vật của Thiên Hà Thượng Nhân, chàng đã để lại Tây Vực, chỉ dùng kiếm thường và đã rơi mất nên không sợ lão nhận ra. Chàng điềm nhiên trả lời: giả sư vốn là một tiên sư quy ẩn nên đã truyền lại quyền pháp cho tiểu bối. Độc Tâm Thần Y bảo: người thử biểu diễn phò quyền pháp ấy cho ta xem. Thiên Vũ liền múa phò Phục Lôi Quyền pha lẫn với Vô Ảnh Quyền. Chàng là người thông tuệ nên trong ngoài Đả Lâu Đài ở Tây An xem họ Vương giao đấu đã học trộm được mấy chiêu. Tàng Giao không ngờ chàng biết lai lịch của lão và chủ tâm giấu giếm nên bị qua mặt. Lão gật gù nói: người là người có căn cơ rất tốt nhưng chưa gặp được Minh Sư. Sau khi khôi phục hoàn toàn, ta sẽ nhận ngươi làm truyền nhân. Chỉ trong 5 năm có thể xưng hùng thiên hạ. Thiên Vũ kính cẩn đáp: tiểu bối đã có sư phụ nên không thể bái tiền bối làm thầy. Họ Tăng cười ghê rợn: người không muốn cũng không được. Trong cơ thể người đã có một viên bách nhật đoạn trường. Đến ngày mà không có thuốc giải của ta thì sẽ chết một cách thảm khốc. Người sẽ suốt đời là nô lệ trung thành của ta. Thiên Vũ giả đò sợ hãi buồn rầu. Chàng biết công lực mình đã mất, không thể đào thoát khỏi tay lão ma, nên ẩn nhẫn chờ thời cơ. Hôm sau, lão có việc phải đi xa nên gọi chàng lại dặn dò: xung quanh đây ta đã bố trí kỷ môn tế trận, người có muốn đào thoát cũng uổng công. 10 ngày sau ta sẽ trở về. Lúc lão đi khỏi, Thiên Vũ ra ngoài thăm dò, quả nhiên không tìm được đường lối, chỉ như người lạc giữa sương mù mờ mịt. Không nản chí, chàng trở lại thạch thất, lục tìm khắp nơi. Đến ngày thứ 3 mới khám phá một ngăn bí mật dưới chân giường ngủ của họ Tăng. Trong đó có 2 cuốn sách y học và kỳ môn. Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, mở ra xem thử, thấy môn học này vô cùng phức tạp. Chàng cố công học hỏi. Mỗi lần gặp khó khăn, chàng lại giải khuây bằng cách đọc một đoạn y kinh. Đến ngày thứ 9, nhờ thiên bẩm hiếm có, chàng đã nắm được cách phá trận mê tâm và học thuộc lòng cuốn y kinh. Dù sao họ Tăng cũng đã có ơn cứu mạng, nên chàng để 2 cuốn kinh lại chỗ cũ, tìm đường thoát ra. Chỉ lát sau, Thiên Vũ đã đến bên bờ suối hôm trước. Thấy Hồng Nhi vẫn còn chờ đợi, chàng vui mừng phi thân qua ôm lấy đầu ngựa vuốt ve. Tuấn Mã hân hoan liếm tay chàng hí nhẹ, vẫy đuôi mừng chủ. Qua trận tai kiếp vừa rồi, chàng tự hiểu bản lãnh mình không thể địch nổi Tử Vi Môn, nên quyết tâm tìm được Kim Cung để học tuyệt nghệ của Kim Tỏa lão nhân. Thiên Vũ kiềm trình ngày đêm về lại tổng đàn Thanh Long Bang. Nửa tháng sau công lực hoàn toàn khôi phục, chàng bàn kế hoạch với bang chủ rồi một mình lên đường đến Thái Hoàng Sơn. Nhật Phi Hồ đã cải trang, biến chàng thành một đại hán tử mặt đen sạm, râu rậm bó cằm. Thiên Vũ cũng tranh thủ học hỏi thuật dịch dung này của họ Lăng, có thể tự mình tùy thời mà thay đổi diện mạo. Khi chàng đến được chân ngọn núi phía tây Thái Hoàng Sơn, thì việc Kim Cung tọa lạc ở ngọn Thổ Sơn phía bắc trong dãy Ngũ Hành Sơn, cạnh tổng đàn Tử Vi Môn đã lan rộng khắp giang hồ. Tin tức này đã làm chấn động Tam Sơn Ngũ Nhạc, hào kiệt khắp nơi ồn ồn kéo về Hà Bắc, tìm cách xâm nhập ngọn Thổ Sơn để tìm kiếm. Triệu Bá Cầu phải huy động môn đồ bảo vệ tổng đàn Thủy Sơn và đích thân thống lãnh 500 cao thủ lục soát từng tấc đất trên Thổ Sơn. Đã xảy ra xô xát giữa 500 cao thủ cùng anh hùng tứ xứ với Tử Vi Môn. Các phái bạch đạo như Thiếu Lâm, Võ Đàng, Côn Lôn, Điểm Thương cũng phái người đến để xem xét sự thể. Thì ra Thiên Vũ đã dùng kế dừng đồng kích tây, nhờ đệ tử Thanh Long Bang truyền bá tin thất thiệt để Tử Vi Môn phải tập trung đối phó. Nhân cơ hội đó, chàng âm thầm vào ngọn Kim Sơn tìm kiếm. Kim Sơn là ngọn cuối cùng của dãy Thái Hoàng, nằm cạnh Hoàng Hà, địa thế treo leo hiểm trở. Sau 5 ngày lặn lội, chàng tìm thấy vách núi giống như họa đồ đã vẽ. Nhưng tiếng người bàn bạc khiến chàng phải núp vào một tảng đá. Dưới chân vách đá là 3 lão nhân, tuổi chạc thất tuần, mặc trường bào đỏ như máu, dùng mạo quái gở. Lão mập lùn cười đắc chí: hờ, bọn Võ Lâm Trung Nguyên quả là ngu xuẩn, Kim Cung ắt phải ở Kim Sơn chứ sao lại ở nơi khác được.
Anh em ta nghiên cứu suốt 30 năm dài mới tìm ra hạ lạc của nơi này. Lão gầy thắc mắc. Không hiểu sao thì tức về kim cung tại Ngũ Hành Sơn lại lan đi nhanh như vậy. Nếu Trưởng Bạch Tam Tiên chúng ta không nhanh chân, sẽ bị họ đào nát mấy cái núi này lên. Đúng lúc đó, tiếng nổ của hỏa dược từ Thổ Sơn vọng qua ầm ĩ. Quần hào đang phá núi để tìm lối vào. Lão giả thứ ba chỉ còn một mắt cầu nhau. Đã đến nơi thì chúng ta vào ngay, sao đại ca và nhị ca còn chờ đợi gì nữa? Thiên Vũ không ngờ, ba lão mà đầu ở tận dãy Trường Bạch bên Mãn Châu cũng lần mò đến đây. Chẳng biết võ công họ cao siêu nên đành chờ xem sự thể. Lão đại lấy trong tay áo ra một họa đồ, ngắm nhìn vách đá, tính toán một lúc rồi bảo. Tam đệ, hãy tìm cách xác định điểm giữa của vách đá này. Lão Tam bước dọc theo vách đá thầm đếm. Thiên Vũ nghe rõ lão đếm đến bước thứ 100 thì hết. Lão quay lại xác định bước thứ 50. Lão nhị bước đến đúng điểm đó, tung mình lướt theo vách núi, song trường vỗ liên tục. Khi đến chừng 3 trượng, âm thanh phát ra khác lạ. Lão mừng rỡ vỗ mạnh, bàn tay in một dấu lõm rồi rơi xuống. Cả ba bàn bạc một hồi rồi đứng lên vai nhau. Lão đại ở trên cùng vận toàn lực bổ xuống một luồng trường phong vào điểm đã đánh dấu. Nghe như tiếng trống, đến trường thứ 10, vách đá đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Thấy cửa đá dài hàng thước còn bị lão cách không đánh vỡ, Thiên Vũ càng thêm cẩn trọng, không dám để lộ tung tích. Thực ra cửa vào có một khe rất nhỏ, chỉ cần đút tiểu đao vào chặt đứt là mở được. Nhưng có lẽ Trưởng Bạch Tam Tiên không có họa đồ, nên dùng trưởng phá hủy. Chờ họ vào cả trong hang, Thiên Vũ tung mình chui theo. Lối đi hẹp nhưng có thể đứng thẳng lưng. Thấy bà lão mất hút, chàng mau chóng lướt đi. Chừng vài chục trượng đã nghe tiếng họ bàn bạc. Trước mặt có đến nằm ngả đường, đại ca tính sao? Lão đại tư lự, rồi chọn con đường đầu tiên bên tài hữu. Chở họ đi khuất, Thiên Vũ lao vào con đường thứ hai bên tay tả qua. Đây là đường ngầm đục xuyên đá núi, nên rất tối tăm. Chàng bật hoạt tập tiến vào. Lát sau, trước mặt chàng hiện ra một hồ nước rộng, chừng 10 trượng, nằm trong một hang rất lớn. Thạch lũ trên trần tạo nên những hình dáng kỳ quái. Thiên Vũ bọc kín hỏa tập, rút tiểu đao rồi lặn xuống. Chàng đã nhắm hướng trước nên dễ dàng xác định được nơi cần đến. Vách hồ gần đáy có ba cục đá lồi ra. Chàng ấn mạnh nhiều lần theo một thứ tự nào đó rồi vỗ mạnh. Cánh cửa nhỏ mở ra, nước cuốn chàng vào theo. Thiên Vũ thông thạo thủy tính nên đủ sức chịu đựng quãng đường dài mấy chục trượng. Khi thấy trên đầu có ánh sáng mờ mờ, chàng mừng rỡ đạp mạnh chân trồi lên. Nhận ra mình đang ở trong một thạch thất rộng rãi, vuông vức, trần hàng cao vút, có những khe hở để tiếp nhận ánh dương quang. Chàng trèo lên bờ, quan sát bức vách bên tài hữu. Đôi mắt thần sắc bén của chàng đã nhận ra một khe nứt nhỏ như sợi chỉ. Chạy theo hình khuôn cửa, Thiên Vũ đứng sát mé tả, đưa tiểu đao vào khẽ vận công vạch thật mạnh, rồi nhanh chóng rút tiểu đao đứng sang một bên. Cánh cửa đá nặng nề bị cơ quan đẩy sập xuống phía ngoài, kèm theo hàng ngàn mũi tên độc. Nếu không biết trước, chắc mạng chàng cũng chẳng còn. Thiên Vũ thở phào bước vào bí thất. Nơi đây có những khe hở bố trí rất tài tình nên sáng sủa và thoáng mát. Ánh vàng lấp lánh khắp nơi. Xung quanh chàng là những hòm châu báu tỏa sáng rực rỡ. Dưới bức vách cuối cùng là pháp thể của Kim Tỏa lão nhân. Chàng là người quân tử, xem của cải như phủ vân nên chẳng để ý đến, mà đi thẳng vào trong, chiêm ngưỡng di hài của người đã từng lừng danh hơn 100 năm trước. Kim Tỏa lão nhân râu tóc trắng như tuyết, mặc trường bào dệt bằng chỉ dát vàng, tọa hóa trong tư thế kiết già trên một khối đá nhăn nhụi cao gần 1 trượng. Trước mặt ông là một lư hương bằng đồng, có 3 cây hương chưa đốt gãy ngang. Thiền Vũ muốn tỏ lòng kính ngưỡng với tiền nhân, nên lấy hỏa tập đốt 3 nén hương ấy, bỏ vào lư, rồi sụp xuống lạy. Tiểu bối hữu duyên tìm được kim cung, xin lại tạ ơn đã để lại tuyệt học coi như nghĩa sư đồ. Chàng lại đổ chín lại rồi bắt đầu tìm cuốn bí kíp. Cuối cùng, chàng phải đổ hết hòm châu ngọc ra mà vẫn không thấy gì cả. Chàng thất vọng đến trước thi hài của Kim Tỏa lão nhân than thở. Tiểu bối không học được võ công tuyệt thế, quả là đáng buồn. Ngọc ngà châu báu đâu thể ném chết được kẻ thù. Lúc này, 3 nén nhang đã gần tàn, nhưng đột nhiên đoạn chân nhang cũng bùng cháy, làm cho lớp tro lư cũng cháy theo. Ngọn lửa tỏa rực rỡ một cách lạ thường và tỏa hương thơm ngát. Thiên Vũ giật mình lui lại quan sát. Lư hương bị đốt đỏ lên và thạch án thờ pháp thể chậm chạp rời sang bên hữu, để lộ một khung cửa ngầm. Chàng mừng rỡ bật hỏa tập,
rồi đi xuống theo những bậc thang bằng đá. Đây có lẽ là thư phòng, ngoại thất của chủ nhân. Thấy trên bàn có một ngọn đèn lớn bằng vàng đầy dầu, chàng đốt lên rồi nhận ra một cuốn sách da dê cũ kỹ bên cạnh. Thiên Vũ mở ra xem, thấy ngay trang đầu có một tờ giấy gấp rời, gấp làm tư, trong đó viết như sau. Các hạ vào được đến đây là đủ chứng tỏ tài trí và nhân phẩm. Lão Phu rất vui lòng có được một truyền nhân như vậy. Nếu là người bất nhân thì sẽ chẳng bao giờ thắp cho Lão Phu mấy nén nhang và lạnh tạ. Hai động tác đó đã mở cơ quan cuối cùng đưa đến chỗ cất giữ tuyệt học. Ta chỉ mong người hữu duyên sử dụng võ công và của cải vào việc ích nước lợi dân. Trong đầu giường có một bình chứa 30 viên vạn niên sâm hoàn. Mỗi ngày uống một viên sẽ không cần ăn và tăng 30 năm công lực. Khi luyện xong thần công có thể thoát ra bằng lối trên trần hang. Chàng nhớ đến trường Bạch Tam Tiên và cửa động khẩu ngoại cùng, lòng thầm lo ngại. Nhưng tin vào những cơ quan lợi hại, phức tạp của Kim Cung nên chàng trở ra, dùng toàn lực kéo tấm cửa nặng ngàn cân xuống nước, lấp kín đường vào. Lạ thay, cánh cửa vừa khít với miệng hang ngầm. Nếu từ ngoài vào, sẽ tưởng rằng vách núi liền lạc. Xong việc, chàng bắt tay rèn luyện tuyệt học của lão nhân. Chương đầu tiên dạy môn Kim Thân Thần Công. Nhờ có căn cơ vững chắc, chàng mau chóng đưa chân khí luân chuyển trong kinh mạch đúng như trong bí kíp chỉ dẫn. Môn nội công này huyền ảo, thần diệu hơn cả hỗn nguyên chân khí. Chàng nhận thức được sự tăng tiến sau mỗi lần nhập định tọa công. Ngoài những giờ luyện chân khí, Thiên Vũ khổ luyện kiếm và chỉ pháp. Trăm năm trước, Kim Toản lão nhân được coi là vũ nội đệ nhất cao thủ, hiếm có ai chịu được quá ba chiêu trong phò tâm kiếm. Ông là người si mê kiếm thuật nên không hề để tâm đến quyền trưởng. Nhưng môn kim hành chỉ uy lực không thua gì niêm hoa chỉ của Thiếu Lâm. Tâm kiếm chỉ có 8 chiêu và vô cùng kỳ ảo. Nếu không đạt được đến mức tâm kiếm tương thông thì không có cách nào phát huy uy lực. Ăn đến viên sâm hoàn cuối cùng thì chàng đã đạt được 3 thành kim thân thần công. Lúc vận khí, xung quanh thân tỏa ánh vàng mờ nhạt. 8 chiêu trong phò tâm kiếm cũng đã luyện được 5, kim hành chỉ cũng được 4 thành. Giờ đây chàng đã có thêm 30 năm công lực. Bản lãnh tăng tiến hơn trước rất xa. Thiên Vũ trút một dương châu báu vào bọc hành lý, rồi quỳ xuống cáo biệt di hài Kim Tỏa lão nhân. Nếu không có sự chỉ dẫn của chủ nhân, thì không ai ngờ được trên nóc hang động lại có một lối ra. Chàng vận toàn lực tung người lên, bám lấy một tảng đá rất to, lồi ra trên vách. Quả nhiên có một cánh cửa ngầm đủ để chui ra. Nếu đứng dưới nhìn lên, không cách nào phát hiện được. Đường hầm nhỏ hẹp, dài gần 100 trượng, cuối cùng là một tảng đá nặng đến 2.000 cân. Nhờ kim thân thần công, chàng xô tảng đá hở ra một khe đủ để lách qua. Bên ngoài là một bình đài nhỏ, cây cối tùm. Thiên Vũ đưa tảng đá vào chỗ cũ, rồi nhắm hướng tung mình xuống chân núi. Thoáng nghe có tiếng nổ rất gần, chàng nghi ngờ có người đang dùng hỏa dược để phá cửa kim cung nên lướt nhanh về phía ấy. Quả đúng như dự đoán, dưới chân vách núi là hàng ngàn cao thủ đang gầm nhau. 500 tên áo tím tạo thành hàng rào án ngữ để đồng bọn phá đường vào. Khói từ trong động khẩu tỏa ra mù mịt, mặt đất rung rinh vì chất nổ. Đứng cạnh bá cầu chính là trưởng Bạch Tam Tiên. Thần sắc của họ vô cùng tiểu não. Lão đại băng bó nơi tay tả, lão nhị râu tóc cháy xém. Còn lão tam khập khiễng nhăn mặt vì chiếc chân bị gãy. Đây là vùng thế lực của Tử Vi Môn nên mấy trăm hào kiệt chỉ trợn mắt đứng nhìn. Có lẽ họ đợi bá câu tìm được bảo tàng rồi mới ra tay tranh đoạt. Thì ra một số cao thủ sau khi không tìm được gì ở Thổ Sơn đã nghĩ rằng Kim Cung phải ở Kim Sơn mới đúng luật ngũ hành nên đã đến đây lục lọi. Hai ngọn núi gần nhau nên chẳng mấy chốc mọi người đã biết tin. Bá câu nhanh chân hơn đã kéo lực lượng đến bao vây vách núi. Vừa lúc gặp Trường Bạch Tam Tiên bị thương bởi cơ quan phải rút lui. Bá câu vừa dùng vũ lực vừa dùng lời dụ dỗ để Tam Tiên hợp tác. Ba lão này thế cô, đành phải chịu. Quân Hào thấy Tử Vi Môn chiếm đường vào nên tấn công bọn môn đồ. Triệu Bá Câu dở tuyệt học chém chết một lúc hơn 10 cao thủ, khiến mọi người kinh khiếp lôi ra chờ đợi. Thiên Vũ lo ngại, hỏa dược sẽ làm sập thạch thất, hủy hoại di thể của lão nhân, nên thẩm tính kế đánh lạc hướng. Chàng tìm chỗ ẩn nấp thật kín đáo, vận thần công đưa âm thanh đi bốn hướng. Bá Câu chính là tình ma. Bá Câu chính là tình ma. Bá Câu chính là tình ma.
chàng lập đi lập lại, vang dội cả vùng núi non. Bá Cầu tái mặt nhìn quanh định hướng, nhưng núi non thường vang vọng nên khó mà xác định được vị trí xuất phát. Quân Hào sầm sì bàn tán, nhìn họ Triệu với cặp mắt soi mói nghi ngờ. Bá Cầu đang định huy động thuộc hạ truy tìm thì một tiếng nổ vang rền, vách núi sụp xuống, một dòng nước mạnh như bão biển cuốn theo đá tảng và gần 100 xác người áo tím đổ xuống bọn môn đồ đang đứng gần đó. Toàn trường khiếp vía nhảy lui, khi dòng nước ngưng chảy. Thiên Vũ ngưng thần nhìn lại, thấy đằng sau bức vách sụp đổ chỉ là đá núi, không hề có dấu vết gì của kim cung, giống như người ta bóc đi một lớp giấy. Chàng ước lượng bề dày của phần đã mất và biết chắc kim cung vẫn còn nguyên vẹn, thầm kính phục tài trí của tiên sư. Bá Cầu đích thân nhảy lại quan sát, nhưng không phát hiện được gì, đành bỏ cuộc. Lão phẫn nộ đem xác thuộc hạ về chôn cất. Quân hùng cũng giải tán, còn Thiên Vũ cũng đã xuống đến bờ suối, bơi thẳng qua bên kia để tìm lại Tuấn Mã đang gửi trong nhà một nông phu. Chàng tặng cho lão 50 lượng rồi lên đường. 7 ngày sau, chàng đã có mặt tại Phong Lưu Sơn Trang, trên chân núi Đại Ba Sơn. Đêm ấy, chàng và nhị tuyệt nhân ma thống lãnh 100 mỹ nữ tiêu diệt phân đàn của Tử Vi Môn ở Diên An. Khi chàng về đến tổng đàn Thanh Long Bang, thì tin tức về cuộc thảm sát 50 cao thủ áo tím đã làm chấn động giang hồ. Triệu Bá Cầu cho người dò xét Đại Ba Sơn, thấy Đồng Kỳ Sương vẫn nằm trên giường bệnh nên bán tín bán nghi. Tổng đàn và các phân đàn được phòng bị chặt chẽ. Cờ ngơi của Kiếm Minh đã xây dựng xong, ngọn cờ vàng với thanh kiếm bạc ở giữa tung bày phấp phới. Hàng trăm kiếm thủ kéo đến tham gia, một phần vì ngưỡng mộ tinh thần hiệp nghĩa của Kiếm Minh ngày trước, một phần vì được hậu đãi. Mỗi người gia nhập, tùy theo võ công, được tặng ngay từ 200 đến 1.000 lượng bạc. Hội chủ là một nữ nhân che mặt, ai cũng biết đó chính là độc thủ Long Nữ Tiêu Phi Phượng. 6 cao thủ trong Kiếm Minh thất hiệp ngày trước, chia nhau nắm giữ 2 chức hộ pháp và 4 danh vị đường chủ của các đường Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ, Chủ Tước. Mỗi người có 50 thủ hạ, nhưng tương lai sẽ đông hơn vì tiếng tăm về sự rộng rãi của Thương Phu Nhân đã lan rộng khắp giang hồ. Chức vị tổng quản và phó tổng quản thuộc về Hỏa Diệm Trường Thủ Lý Long Miên và Vô Ảnh Quyền Vương Sĩ Ngạn. Thanh thế Kiếm Minh giờ đây còn lừng lẫy hơn 20 năm trước. Nửa tháng sau ngày phân đàn Dây Đan bị tập kích, đến lượt gần 80 môn đồ Tây An bị giết. Một tên sống sót đã được môn chủ đích thân thẩm vấn. Gã khai rằng trong đêm ấy, 200 cao thủ áo nâu bịt mặt đã vây chặt phân đàn dưới sự chỉ huy của 2 người cao lớn, một dùng đao, một dùng kiếm. Chỉ trong 3 chiêu, phân đàn chủ Hắc Tâm Diêm La đã bỏ mạng dưới kiếm của địch nhân. Tên tình báo xác nhận Kiếm Minh hoàn toàn không có động tĩnh gì. Triệu Bá Cầu hoang mang không hiểu kẻ thù của mình là ai. Lão thầm hối hận vì đã hủy diện mạo của các sát thủ kiên dũng nên không thể dùng họ bảo vệ các phân đàn được. Lão cố giữ gìn thanh danh của mình cho đến kỳ đại hội minh chủ năm tới được tổ chức đúng ngày rằm tháng 8. Nhưng không thể ngồi yên để kẻ địch tấn công, lão quyết đánh đòn phủ đầu. 100 sát thủ sứ giả được lệnh tiêu diệt Kiếm Minh. Lão không muốn tổ chức này lớn mạnh, nhưng một cuộc thương lượng với giá 50.000 lượng hoàng kim đã thay đổi mục tiêu của đám sát thủ. Phần Thiên Vũ, sau khi tiêu diệt phân đà Tây An, chàng đã đến Cối Kê, Hà Nam, nơi tọa lạc tổng đàn Kiếm Minh, mua lại một gia trang và 1.000 mẫu rừng cây ăn trái cạnh sông Hán Thủy, chỉ cách Kiếm Minh có 4 dặm đường. Quán Hưu đã dẫn 200 thủ hạ giả trang làm nông gia đến đây làm thế ỷ dốc cho mẫu thân của đại ca. Chỉ có những người đầu não của Kiếm Minh mới biết được sự hiện diện của lực lượng này, vì ai dám chắc rằng trong đám người mới gia nhập kia không có tai mắt của Tử Vi Môn. Lực lượng trinh sát do Nhật Phi Hồ và Dạ Miêu Nhi lãnh đạo, ngày đêm theo dõi hoạt động của Bá Cầu ở Ngũ Hành Sơn. Tiêu Phi Phượng đã dùng một số bạc rất lớn để mua chuộc, gài người vào tổng đàn Tử Vi Môn. Chính nhờ vậy, Thiên Vũ đã khám phá ra xảo huyệt của sát thủ hội nằm sâu trong Mộc Sơn, chỉ cách Thủy Sơn của Bá Cầu có mấy dặm. Khi 30 sát thủ sứ giả xuất phát làm nhiệm vụ, thì chàng được tin ngay. Chàng biết chúng chính là bọn võ sĩ áo đen năm xưa đã tấn công Kiếm Minh, nên quyết tâm tiêu diệt. Thiên Vũ tin rằng, với bản lãnh của mình hiện tại, chàng dễ dàng đối phó. Nếu không giết được hết thì cũng phải vài tên. Nhất đán, võ công của chúng lợi hại hơn dự kiến, thì chàng cũng có thể thoát đi nhờ tốc độ của Hồng Nhi. Vì vậy, khi được báo rằng chúng đang trên đường đến Lạc Dương, thì chàng khởi hành ngay. Thiên Vũ đến nơi trước, ngồi trong một tử quán ở phía bắc thành Lạc Dương,
chờ cho Nhật Phi Hồ và thủ hạ báo cáo. Khi vầng dương lịm tắt, Phi Hồ bước vào, ngồi xuống, chụp lấy vỏ rượu uống một hơi rồi nói nhỏ. Bọn chúng đang ở trong một trang viện, nhưng không rõ sẽ tấn công mục tiêu nào. Ăn uống xong, ta sẽ đưa Vũ Đệ đến nơi ấy. Cuối canh một, Lăng Thù dẫn chàng vào thành, núp ngoài một tòa nhà cũ kỹ. Lát sau, 30 cao thủ như những bóng ma lướt ra, màu hắc y hòa vào bóng đêm tối. Thiền Vũ hiếu kỳ muốn biết mục tiêu của chúng nên cùng Phi Hồ bám theo. Chúng dùng khinh không vượt qua các nóc nhà trong thành. Độ nửa canh giờ sau, chúng dừng lại trước một khu nhà lộng lẫy, lầu các hàng hàng, chắc là dinh tư của một đại thần hay phú hào nào đó. Dường như đã nắm rõ địa hình, bọn sát thủ tiến thẳng vào tòa đại lâu hai tầng bên mé tả. Đám lính cảnh phát hiện, chưa kịp chi hô đã bị kiếm cắt đứt đầu. Nhưng các cao thủ bên trong đã đốt đèn đuốc sáng choang. Lan can lầu một xuất hiện một người trạc tuổi tứ tuần, tướng mạo uy nghi đường bệ, mặt trắng như ngọc. Người ấy nhìn thấy thích khách là một lũ hung thần mặt nạ bạc sáng ngời, không khỏi chấn động. Danh tiếng sát thủ hội đã làm khiếp đảm thiên hạ mười mấy năm nay. Nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi. Bổn vương gia với chư vị có oán thù gì? Tên đứng trước có lẽ là trưởng toán bật cười ghê rợn. Chẳng có oán thù gì, nhưng chỉ tiếc rằng có người đã chịu mua mạng tứ vương gia với giá rất cao. Tứ vương gia thở dài, hình như ông ta biết ai là kẻ chủ mưu. Không còn gì để nói, mấy chục cao thủ từ trên lầu phóng xuống, lập thành hàng rào bảo vệ đại lâu. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Đám cận vệ của tứ vương gia tuyệt đối không phải là một đội quân giết người chuyên nghiệp. Kiếm ảnh cô lâu giăng bổ khắp nơi, tiếng gào thét thảm thiết vang dội cả đêm trường. Nhưng không hiểu sao, quan quân trong thành không hề hay biết. Chưa tàn một nén nhang, nửa số cận vệ trung thành đã gục ngã. Số còn lại dù là kiện tướng, nhưng cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Tên cầm đầu bỗng tung mình lên, lộn hai vòng đến trước mặt tứ vương gia, lúc này đang đau đớn vì cái chết của thuộc hạ. Gã định lấy đầu vương gia, nhưng một thân ảnh đã bay đến như tia chớp, đánh bạt kiếm và chụp lấy vương gia bay thẳng ra ngoài tường. Khinh công tuyệt thế ấy khiến mọi người phải sững sờ. Nhưng lạ thay, khi bọn sát thủ đuổi theo chưa kịp vượt tường, đã thấy đối phương quay trở lại, đứng ngạo nghễ trên đầu tường gạch, không có tứ vương gia bên mình. Ngoài kia, tiếng vó ngựa khua vang, bọn sát thủ giật mình, năm tên bốc lên định truy sát, nhưng người bịt mặt đã bủa một mảng kiếm quang chặn lại. Chiêu kiếm này uy lực như sấm sét, trong chớp mắt đã cắt đứt cổ họng hai tên và đả thương ba tên còn lại. Tiếng gào lên vì đau đớn làm bọn sát thủ kinh hãi. Nghe tiếng vó ngựa im bặt, biết có đuổi cũng không kịp, chúng trút hận lên đầu kẻ phá đám. 28 tên sát thủ vây chặt lấy Thiền Vũ. Chàng biết không thể kéo dài nên suốt ngày chiều thiên sơn lôi sướng. Chiêu thức vẫn như xưa nhưng bá đạo hơn nhiều. Té ra tuyệt học của thiên hà thượng nhân phải có đủ công lực mới phát huy đến cùng được. Máu hồng bắn ra tung tóe như giác hoa. Hai sứ già hôn rú địa phủ. Nhưng bọn chúng đã bình tâm lại, dùng lối du đấu. Từng đợt bốn tên thay nhau tập kích. Chiến thuật này vô cùng lợi hại. Chẳng chốc lát đã áp đảo được đối phương. Thiền Vũ chưa hề dùng đến năm chiêu tuyệt học trong phò tâm kiếm. Chàng cố dùng kiếm trường của bổn phái để cầm cự. Tưởng địch thủ đã hết vốn liếng, bọn sát thủ thầm đắc ý. Nhưng đúng lúc đó Thiền Vũ xuất chiêu tâm tại ý chung. Một đạo kiếm quang bay lượn như ánh chớp bạc, chặt liền một lúc ba cái đầu và bốn cánh tay. Lại thêm một đạo chỉ phong xuyên qua bụng dưới một tên. Vòng vây khuyết ngay một mảng, Thiền Vũ theo ứng ấy thoát đi. Cả bọn sửng sốt nhìn xác đồng bọn, chẳng còn dám nghĩ đến chuyện truy đuổi. Gã trưởng toán ôm cánh tay cụt, cắn răng ra lệnh rút lui. Đám cận vệ của vương gia tự hỏi, không biết người bịt mặt ấy là ai mà võ công thần sầu quỷ khốc đến vậy. Họ cũng lo lắng về chuyện tứ vương gia bị đem đi mất. Nhưng chỉ nửa khắc sau khi bọn sứ giả đi khỏi, từ một ngọn cây cao vút bên ngoài tường vây, người bịt mặt ôm vương gia lướt vào tầng trên của tiểu lâu. Người ấy đặt vương gia xuống đại ỷ, rồi sụp xuống thì lễ. Thảo dân là Thương Thiên Vũ, xin bái kiến vương gia. Chàng lột khăn đen, để lộ gương mặt tuấn tú hiên ngang. Tứ vương gia nãy giờ ôm chặt cảnh cây quan sát trận đấu lòng trời lở đất, vô cùng cảm phục võ công của ân nhân. Ông tưởng rằng chàng phải là một lão nhân tiên phong đạo cốt, hay một hán tử uy mãnh, mắt thô mày lộ. Nhưng ở đâu, chàng lại không kém phần văn nhã, nên rất kinh ngạc. Ông bước xuống đỡ chàng lên, đưa đến ngồi vào bàn bên cạnh rồi hớn hở nói.
Thường thiếu hiệp tài mạo cơ trí đều xuất chúng, bổn vương gia suốt đời không quên ơn cứu giá hôm nay. Thiền Vũ hỏi lại, theo thiền ý của Thảo Dân thì dường như người đã biết ai là kẻ chủ mưu. Ngài cười thảm đáp, không giấu gì thiếu hiệp, trưởng huynh của ta là đương kim hoàng thượng, tuổi đã cao lại không có hoàng nam. Mấy tháng này long thể bất an, chắc sẽ không bao lâu nữa sẽ băng hà. Nhị vương gia sợ ta được chuyển ngôi nên bớn người hành thích. Dù lòng ta không hề mơ tưởng đến ngôi vua, nhưng nếu nhị vương gia lên ngôi cửu ngũ, tỷ lệ thứ sẽ lầm than, khổ sở. Nhị hoàng huynh là người độc ác hoàng dâm, không biết yêu thương bá tánh. Nghe giọng thành khẩn và nhìn nét mặt đoan chính phúc hậu, chẳng biết ông ta đã nói thật. Thiên Vũ tỏ vẻ băn khoăn. Vậy sao tứ vương gia không hồi kinh để có mặt lúc thánh thượng băng hà? Tứ vương gia buồn rầu nói. Nhị hoàng huynh từ lâu tìm cách nắm giữ binh quyền, bổ nhiệm vây cánh và những chức vị trọng yếu. Ta không cách nào về được Kim Lăng. Nếu đã lọt vào đến đó, thì các đại thần sẽ bảo vệ ta. Nhị hoàng huynh chẳng dám công khai giết ta đoạt ngôi. Thiên Vũ là người nhân nghĩa, coi trọng việc nước hơn việc nhà. Chàng quyết định giúp tứ vương gia lên ngôi để thiên hạ được hưởng phước lành. Chàng nghiêm sắc mặt thưa. Thảo Dân sẽ đem hết sức mình đưa vương gia hồi kinh và bảo vệ cho ngài đến lúc đăng quang. Nhưng chỉ mong vương gia thương lấy bá tánh Trung Hoa. Nếu mai sau, vương gia trở thành hôn quân, thì Thảo Dân sẽ thí quân, rồi tự sát để tạ tội với thiên hạ. Tứ vương gia cao hứng vỗ mạnh vai chàng khen ngợi. Tuyệt diệu tử, tối tuyệt diệu tử, Túc Hạ xứng đáng là người tri kỷ của ta. Dân vì quý, quân vì khinh, câu này có mấy ai hiểu được và làm được. Đám cận vệ nãy giờ kính cẩn đứng nghe. Họ theo hầu tứ vương gia đã lâu, nên hiểu rằng ngài rất tôn sùng Mạnh Tử, coi trọng dân hơn cả cơ đồ. Này thấy Tiền Vũ cùng một ý, nên rất vui mừng. Một người khẽ bẩm. Đã có một bầy tôi thần dũng và hiểu đại nghĩa như họ Thương, thì vương gia còn gì phải lo buồn nữa. Tứ vương gia hài lòng, bảo họ sai tỷ nữ sắp tiểu yến. Đang ăn uống đàm đạo vui vẻ, thì Nhật Phi Hồ lướt vào. Mọi người như chim sợ cảnh cong đứng lên định rút gươm tấn công. Thiền Vũ trấn an. Đây là Lang Huynh, người đã đánh lạc hướng bọn sát thủ. Phi Hồ vái lại vương gia, rồi thản nhiên ngồi xuống tham dự tiệc rượu. Đêm ấy, chàng và Phi Hồ ở lại tư dinh của tứ vương gia. Ông bảo chàng vào ngủ chung phòng với mình. Khi chỉ có hai người, ngài nghiêm sắc mặt nói. Ta rất yêu mến tài trí và nhân phẩm của thiếu hiệp, muốn cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, chẳng hay tổn ý thế nào. Tứ vương gia mai sau sẽ là đấng quân vương, lời nói cũng là mệnh lệnh, Thiền Vũ kính cẩn thưa. Vương gia đã có lòng yêu mến, Thảo Dân xin vâng lệnh. Hai người lạy nhau tám lạy, tứ vương gia giang tay ôm chàng vào lòng cười hoan hỉ. Có được một nghĩa đệ như ngươi, Chu Hồng ta vô cùng cao hứng. Sáng ra, chàng bảo Phi Hồ nhờ bọn trinh sát đưa thư về, báo cho mẫu thân và Dạ Miêu Nhi biết việc chàng cùng Phi Hồ đưa tứ vương gia về Nam Kinh. Lát sau, Phi Hồ trở lại, bắt tay hóa trang cho tứ vương gia. Họ Lăng là thánh thủ trong nghề cải trang. Tứ vương gia đã biến thành một viên ngoại dâu ba tròm phương phi. Ngay cả người thân cũng chẳng thể nhận ra. Một cao thủ có dáng vóc tương tự cũng được dịch dung thành tứ vương gia. Ngày ngày xuất hiện trên lan can để che mắt quan tuần phủ Lạc Dương đã được lệnh giám sát tứ vương gia. Nhìn người thế thân, ông thầm phục kế kim tiền thoát xác của nghĩa đệ. Thiên Vũ trở thành một công tử mặt mũi xanh xao vì tiểu sắc, còn Phi Hồ đóng vai một gã quản gia. 7 ngày sau, trên đường quan lộ dẫn vào thành Hợp Phì, có một chiếc xe sòng mã. Giá Ích là một gã thấp bé mặc y phục quản gia. Cưỡi ngựa đi song song là một chàng công tử cao lớn, nhưng sắc diện bệnh hoạn, tay cầm bầu rượu. Rèm che vén lên, người trong xe là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, đội mũ viên ngoại. Họ thản nhiên đi qua trước những cặp mắt dò xét của một đám quan quân đang kiểm tra người vào thành. Chàng công tử đưa bầu lên uống một hớp rồi ngâm nga. Nhân sinh đắc ý ta tận hoan, mạc sở khu tồn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàng phục lai. Lão viên ngoại nghe xong tức giận mắng rằng: Người chỉ là một tên công tử hoang đàn, bất tài, vô dụng, còn mặt mũi nào mà đọc thơ Lý Bạch. Họ vương ta quả là vô phúc. Vương công tử lại nhẹ đáp. Phụ thân coi thường hải nhi, chẳng qua thời vận chưa đến.
chứ tài kinh luân thi phú nào chịu kém mai. Viên quản gia đánh xe cười mát nói, quả là trời già không có mắt, nên đã để công tử rớt tú tài đến 4 lần. Nghe giọng mỉa mai ấy, bọn quan quân bật cười, không để ý nữa mà quay sang hỏi người khác. Hơn 10 ngày sau, cha con viên ngoại đã dừng chân ở ngoại thành Nam Kinh, trước đây có tên là Kim Lăng. Họ ngụ trong một khách điếm. Lát sau, viên quản gia vào thành dò xét. Gã thấy 9 cổng thành đều được canh gác cẩn mật, bất cứ ai cũng có thể bị xét hỏi rất gắt gao. Thậm chí, bọn lính còn giật thử râu tóc của những người đáng nghi. Viên quản gia thấy chúng đặc biệt quan tâm đến những ai có vóc dáng tương tự như tứ vương gia. Gã liền đi thẳng vào. Quả nhiên nhìn thân hình nhỏ bé, bọn quan quân không thèm hỏi đến. Viên quản gia chính là hóa thân của Nhật Phi Hồ. Họ Lăng cười nhạt, chậm rãi bước trên con đường dẫn đến Hoàng Cung. Lúc đi qua một đệ phủ có biển đề Bình Nam Vương Phủ, Phi Hồ đảo mắt thấy trước cửa có rất nhiều khất cái qua lại. Nhưng là kẻ lão luyện giang hồ, họ Lăng lập tức nhận ra đó chỉ là bọn giả danh, chứ chẳng phải là ăn mày thật sự. Đi một vòng quanh vương phủ, thấy lực lượng chúng không dưới 50 tên. Phi Hồ thầm lo ngại. Gã quay trở lại khách điếm ngoại thành, báo cáo tình hình cho vương gia và Thiên Vũ. Ba người bàn bạc rất lâu. Tối đến, Phi Hồ lại đi thám sát một vòng trường thành. Lát sau, gã về đến, đem theo một sợi dây dài 30 trượng, đầu có móc sắt. Cuối canh hai, Thiên Vũ và vương gia mặc y phục sẫm màu. Phi Hồ dùng lụa cột chặt vương gia vào lưng Thiên Vũ. Cả ba nương theo bóng đêm đi về phía Tây Thành. Phi Hồ dẫn chàng đến một đoạn vắng vẻ, tung móc vào đầu tường, giật thử vài cái rồi trèo lên. Chỉ chốc lát đã nằm phục trên mặt thành quan sát. Thấy tình hình êm ấm, gã đưa tay ra hiệu. Thiên Vũ nắm được dây bước thoăn thoắt. Lên đến trên, chàng đảo mắt nhìn quanh. Trăng 12 lơ lửng trên đầu, tỏa ánh sáng mờ mờ xuống cảnh vật Nam Kinh. Phi Hồ rút dây, đưa vào trong, chờ Thiên Vũ và vương gia tiếp đất an toàn. Gã thù dây, tuột xuống bên ngoài trở về khách điếm. Thiên Vũ lướt nhanh như bay trên những đường ngang dọc, đôi lúc cả trên mái ngói, theo sự hướng dẫn của vương gia, tiến về Bình Nam Vương Phủ. Tứ vương gia lần đầu tiên trong đời được hưởng cảm giác như đằng vân giá vũ, lòng vừa sợ vừa vui. Ông ôm chặt cổ Thiên Vũ thì thầm. Khí khổng của vũ đệ thật phi phàm. Đến giữa giờ Sửu, hai người đã có mặt gần mục tiêu. Đồ nhãn quang sắc bén của chàng đã nhận ra dưới chân tường phủ đệ có người cảnh giới. Mỗi toán hai tên, cách nhau 30 trượng. Tường phủ không cao nhưng lại cách chỗ chàng đã gần nấp lên đến hơn 10 trượng, không thể nào vượt qua được. Thấy một cây đào già nằm cách tường 5 trượng, chàng thầm tính toán, rồi bắc một mảnh ngói dưới chân, vận thần công ném lên cao. Êm ái bay qua đầu hai tên gác, rơi xuống phía trong tường phủ. Chúng giật mình nhảy lên đầu tường quan sát. Đúng lúc đó, Thiên Vũ như cánh rơi lướt đến, ẩn mình dưới tán đào. Bọn chúng không thấy gì, liền buông mình xuống, thì thầm chửi rủa những con muỗi đói đang bù quanh. Nửa khắc sau, chàng lại tung mảnh ngói thứ hai về phía sau lưng. Hai tên nọ giật mình, phóng ngay về hướng có tiếng động. Chỉ chờ có thế, Thiên Vũ vận toàn lực nhảy qua tường lướt thẳng vào trong. Chớp mắt đã đến sau hậu viện, nơi đặt nhà bếp và phòng tắm. Chàng cởi dây lụa để vương gia đứng xuống. Ngài thở phào bước đến gọi nhỏ. Vương lão bộc, mau ở cửa. Tiếng khua lệch sạch, một giọng già nua vọng qua khe cửa. Ai đấy? Tư vương gia thì thầm. Ta đây, người không nhận ra sao? Lão bộc nghe giọng quen thuộc mừng rỡ mở cửa. Hai ngày sau, cuối giờ Mão, cổng vương phủ mở rộng, loan kiệu của tứ vương phi, phu nhân của tứ vương gia được 4 tên thân tín nâng trên vai, tiến về phía hoàng cung. Theo sau là một người mặc y phục hậu cần, đó chính là hoàng tổng quản của Bình Nam Vương Phủ. Bọn giám sát bên ngoài tưởng vương phi vào cung vấn hoàng thượng nên không hề để ý. Qua cửa ngọ môn, kiệu loan đi thẳng đến thâm cung, là nơi thánh thể đang dưỡng bệnh. Nơi ấy gần tháng qua, tập trung các cố mệnh đại thần cùng hoàng thần quốc thích. Phủ đệ của nhị vương gia Chu Khởi ở sát hoàng cung, để đồng tại yên tâm hưởng lạc với 7 thiếp xinh đẹp. Chẳng cần phải túc trực chầu hầu. Đã có người ngày đêm giám sát, khi thấy hoàng thượng sắp băng hà sẽ báo ngay. Đó chính là thái giám Tô Mạo, tổng quản công công. Ngự tiền đới đao thị vệ và cửu môn đề đốc đều là những người trong hoàng tộc. Họ là người trung liệt,
hiểu đại nghĩa, nên rất kính yêu tứ vương gia, hết lòng mong mỏi Chu Hồng lên ngôi. Dẫu cả triều đình đều biết, hoàng thượng thương yêu tứ đệ, nhất định sẽ để Di Chiếu chuyển ngôi. Nhưng từ trước ngày thánh thể bất an đến nay, tính ra đã là gần 3 tháng, không hiểu sao tứ vương gia cứ lẩn lữa mãi ở Lạc Dương mà chẳng chịu về hầu hạ hoàng huynh. Chỉ e cục diện sẽ xoay chiều bất lợi, không còn trở tay kịp. Thấy kiệu của tứ vương phi đến, mọi người bước lại gần tiếp rước. Nhưng người vén kiệu bước ra không phải là nữ nhân, mà là tứ vương gia. Ai nấy đều sừng sốt và vui mừng khôn xiết. Nhưng người kinh ngạc nhất chính là tổng quản thái giám Tô Mạo. Ngự tiền đới đao Chu Luân và cửu môn đề đốc Chu Nguyên Bảo mừng đến xà nước mắt, sụp xuống bái kiến. Bọn tiểu điệt mong tin hoàng thúc từng ngày. Tứ vương gia cúi xuống đỡ họ dậy, rồi nói nhỏ. Mau phong tỏa cung cấm, không cho bất cứ ai ra khỏi. Họ lập tức thi hành. Một tiểu thái giám có việc phải ra ngoài, lập tức bị chặn lại. Tứ vương gia bùi ngùi, vòng tay nói với chư vị đại thần. 3 tháng này, bổn vương gia bị chặn mất đường hồi kinh. Nỗi lo lắng cho hoàng thượng như lửa đốt tâm can. Lại bị sát thủ hành thích, may mà được kỳ nhân cứu mạng. Bày thần mưu mới được đến đây. Xin chư quan theo bổn vương vào vấn an lòng thề. Tổ Mạo lấm lét bồn chồn, không biết cách nào thông báo với nhị vương gia. Thiên Vũ lặng lẽ đi theo Chu Hồng và các quan vào tân phòng, nơi đặt long sàng của hoàng thượng. Hoàng hậu thấy mặt tứ vương gia, lòng hoan hỉ gạt nước mắt nói. Sao giờ này hoàng thúc mới chịu hồi cung? Mọi người sụp xuống thi lễ, Chu Hồng nghẹn ngào tấu rằng. Khải tấu nương nương, thần phải vượt qua muôn ngàn nguy hiểm mới về được đến đây. Ông đứng dậy đến bên long sàng, nhìn hoàng thượng thiêm thiếp, sắc mặt tái đen mà lòng đau như cắt, khẽ gọi. Hoàng huynh, tiểu đệ Chu Hồng đây. Cửu Trung ngượng mở mắt nhìn ông, rồi gật đầu lại thiếp đi. Thiên Vũ dù đứng xa, nhưng nhãn quang sắc bén, quan sát thấy hoàng thượng có hiện tượng của một người bị trúng độc. Chàng cố nhớ lại y kinh và độc kinh, cuối cùng có thể đoán chắc ngài trúng một loại độc mãn tính. Chàng thấy tứ vương gia đã lùi ra, đứng chung với quần thần, liền đến bên kể tài nói nhỏ. Nếu tiểu đệ không lầm, thì hoàng thượng bị người ta hạ độc. Tứ vương gia biến sắc mặt, dắt chàng lại bên long sàng rồi bảo. Vũ đệ, hãy trần mạch và xem xét cho thật kỹ lưỡng. Nếu có cờ cứu được hoàng huynh, ta và cả triều đình biết ơn. Hoàng hậu và bá quan chăm chú theo dõi. Thiên Vũ xem mạch xong, cởi long bào quan sát làn da xám đen, có nổi những nốt đỏ bằng đầu tăm. Chàng trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười. Thật ra trong y kinh có thần phương để điều trị, nhưng nếu kéo dài, nhị vương gia biết được sẽ sinh lòng phản nghịch ngay, sẽ bất lợi. Vì vậy chàng quyết định đem máu mình ra làm thuốc. Hoàng hậu nương nương nhận ra ngay người này là hoàng tổng quản vẫn thường đi lại với tứ vương phi, này lại được tứ vương gia xưng là vũ đệ, bà không khỏi thắc mắc. Này hoàng thúc, ta cảm thấy có điều bí ẩn trong thân phận của hoàng tổng quản. Tứ vương gia lật đật kề tai bà thì thầm. Mắt hoàng hậu sáng lên mừng rỡ, gọi Thiên Vũ đến bên bàn phán. Đã có tứ vương gia bảo chứng, khanh cứ tận tâm phục dược, ta đặt hết kỳ vọng vào tài diệu thủ của khanh. Thiên Vũ vòng tay nhận mệnh, rồi bảo cung nữ lấy một chùng sứ nhỏ. Chàng rút tiểu đao, cắt tay nhỏ máu đầy chung. Hoàng hậu và mọi người biến sắc không hiểu gì cả. Thiên Vũ điểm huyệt chỉ huyết, rồi kính cẩn thưa. Khải tấu nương nương, trong máu của thảo dân có chứa một loại kỳ dược, có thể giải nhiều loại độc chất. Xin nương nương cho thánh thượng dùng sẽ thấy ngay kết quả. Nếu sai lời, thảo dân xin chịu tội chết. Dù không mấy khi tin tưởng, nhưng bệnh cổ hoàng thượng đã đến lúc trầm kha. Dù không uống máu lạ này cũng sẽ chết. Hoàng hậu cắn răng đút từng muỗng máu hồng cho quân vương. Thời gian trôi qua nặng nề, một khắc tưởng chừng 3 năm. Bỗng Lòng Nhàn thở hắt ra, mở mắt nhìn mọi người. Sắc mặt hồng hào đôi chút. Ngài nhìn những gương mặt âu sầu chung quanh mỉm cười phán. Cả khanh cho chấm uống loại thần dược gì mà nghe cơ thể thư thái dường như đã hết bệnh. Mọi người hoan hỉ đến nỗi muốn nhảy lên reo hò nhưng không dám. Hoàng hậu xa lệ nắm chặt tay quân vương thỏ thẻ. Tứ hoàng thúc đã về đến và đem theo một vị thần y. Hoàng thượng nhìn tứ vương gia hỏi. Trẫm vẫn mong mỏi tứ đệ, nhưng chẳng hay ân nhân của trẫm là ai vậy? Tứ vương gia thấy xung quanh toàn là những bậc trung thành, không có tai mắt của nhị hoàng huynh, nên cười bảo Thiên Vũ.
Vũ đệ hãy ra mắt thánh thượng bằng chân diện thực để tránh tội khi quân. Thiên Vũ vâng lời, đưa tay vuốt mặt để lộ dung mạo anh tuấn đoan chính. Chàng bước đến quỳ trước Long Sàng. Giang hồ thảo dân thương Thiên Vũ khấu kiến thánh thượng. Quần vương đã có vẻ khá hơn, ngài nhờ hoàng hậu đỡ dậy, xua tay miễn lễ phán. Thường hiển khanh tướng mạo phi phàm, đáng mặt bể tôi trung lương. Trẫm rất vui mừng nếu khanh chịu ra sức phò tá triều đình. Tứ vương gia liền đem câu chuyện mình bị nhị hoàng huynh vây hãm và cho 30 sát thủ hành thích, được Thiên Vũ cứu mạng đưa về Nam Kinh, nhất nhất đều thuật lại. Hoàng thượng và các đại thần càng thêm khâm phục tài trí của Thiên Vũ. Cửu Trung buồn rầu nói, không ngờ nhị hoàng đệ lại táng tận lương tâm đến thế, nỡ vì ngôi vua mà truy sát người ruột thịt. Từ lâu trẫm đã rõ con người hắn tàn độc, không xứng đáng là bậc quân vương. Đã viết sẵn gì chiếu chuyển ngôi cho tứ đệ, khi bình phục trẫm sẽ lâm triều xét xử tội trạng. Lương thừa tướng ái ngại tấu rằng, Khải Tâu thánh thượng, tổng đốc quân vụ các tỉnh quanh đế đô đều là người của nhị vương gia, chúng ta không thể kinh động được. Hoàng thượng phẫn nộ phán, nhưng ta là đương kim hoàng đế, chẳng lẽ hắn dám chống lại ta hay sao? Thiên Vũ vòng tay thưa, thảo dân cú xin thánh thượng bình tâm suy xét, tìm kế lưỡng toàn. Nhị vương gia là kẻ hiểm ác liều lĩnh, nếu không đâu dám hạ độc thánh thượng. Cửu Trung và mọi người giật mình, tứ vương gia hỏi lại, Vũ đệ có đoán chắc hay không? Thiên Vũ thản nhiên đáp, chất độc trong người hoàng thượng có tên là Tam Nguyệt Tiêu Hồn Tán, được điều chế từ một loại cóc độc bên Tây Vực. Nếu không có người hạ thủ, sao hoàng thượng lại nhiễm phải? Hoàng hậu thấy chàng lấy máu cứu vua, lòng rất tin tưởng và biết ơn, nên nói thêm vào, thần thiếp nghĩ rằng Thương Khanh nói rất phải, ngoài nhị hoàng thúc ra, còn ai dám làm chuyện đại nghịch như vậy? Tả đô ngự sử Ngô Sát Viên Tuấn Thúc là người tinh minh, vuốt râu suy nghĩ một hồi, rồi hỏi, thường tráng sĩ là người tài trí, chẳng hay có cao kiến gì không? Thiên Vũ đã có chủ ý nên đáp ngay, theo thần ý của thảo dân thì ngoài binh lực, nhị vương gia còn câu kết với bọn tả ma trốn giang hồ, nên mới có việc sát thủ hội tấn công tứ vương gia và chất độc kỳ tuyệt kia. Xin hoàng thượng và tứ vương gia cứ thản nhiên như không biết gì, tìm cách khéo léo thu hồi lại binh quyền, thảo dân sẽ ẩn mặt đối phó. Vì vậy việc hôm nay tuyệt không để lộ ra ngoài, kế sách thế nào thì 3 ngày nữa Long Thể An Khang thảo dân sẽ tấu trình chi tiết. Hoàng thượng trong lúc rối trí được lời hứa phò tá của chàng, lòng an tâm hoan hỉ phán, Thương Hiển Khanh đã bái tứ vương gia làm huynh trưởng, chẳng lẽ chê ta mà không gọi được tiếng hoàng huynh hay sao? Tứ vương gia hiểu ý thánh thượng nên liền bảo Thiên Vũ, Vũ đệ còn chưa quỳ xuống lại tạ long ân hay sao? Chàng thất kinh sụp xuống lại 8 lạy, đức vua cũng vái trả 8 lạy, bước xuống đỡ chàng dậy, nắm lấy tay chàng bảo quần thần, kể từ nay Thiên Vũ sẽ là hoàng đệ, lập tức ngũ vương gia hưởng mọi đặc quyền của hoàng tộc. Bá quan tung hô vạn tuế và xúm lại chúc mừng. Hoàng hậu nương nương tuổi đã ngũ tuần mà không sanh được hoàng nam, lòng vẫn khao khát, nay thấy Thiên Vũ tuổi trẻ mà tài mạo xuất chúng, bất giác sinh lòng yêu mến. Khi chàng ngồi xuống ghế bên cạnh, hoàng hậu có nghiên cứu qua tướng pháp rồi bảo chàng xòe tay ra, ngũ đệ tuổi mới đôi mươi mà đã được xưng vương, ắt trong thân phải tảng quý tướng, để ta xem thử. Vì Thiên Vũ tuổi tác chỉ đáng làm con nên nương nương không hề e ngại, nắm lấy tay chàng xem xét. Thấy 7 nốt ruồi son trên bàn tay hữu, bà biến sắc mặt, nhưng lúc sau lại hớn hở, cao giọng phán. Cũng may là 7 nốt ruồi son chu sa hình thất tinh bắt đầu này không nằm ở bàn tay tả, không thì ngũ vương gia sẽ là đại phản nghịch, vì chúa đoạt ngôi. Hoàng thượng và quần thần súng lại xem, đường đường chấn an mọi người. Xin thánh thượng và chư khanh an tâm, quý tướng đã chỉ rõ, ngũ vương gia là người trung liệt, lưu danh thơm trong sử sách, chứ không phải là tôi loạn. Tứ vương gia cao hứng nói, thế ra phú quý hữu mệnh chẳng thể cưỡng cầu mà được, hoàng huynh có ngu đệ phỏ tá, lo gì cơ nghiệp chẳng vững bền. Đức vua cười bảo, sau này ta hết tuổi trời thì ngũ đệ sẽ là đôi tay của tứ hoàng đệ đó thôi. Thời bấy giờ ảnh hưởng của các môn tướng học tử vi đầu số lan rộng khắp Trung Hoa, nên khi thấy Thiên Vũ mang trong người đại quý, chư quan đều kính ngưỡng, không nghĩ rằng chàng gặp may mắn,
Thiên Vũ chịu sự giáo dục của Lục Thám Vi, coi nhạt đường danh lợi, nay gặp chuyện này không khỏi bối rối. Nhưng chàng tự nhủ bậc quân tử không nên có định kiến, trung ngộ nhi an, quý hồ tạ phúc cho Lê Thứ. Thấy Thánh Thượng và Tứ Vương gia đều là những minh quân, chàng quyết đem tài ra phục vụ. Sau khi Triều Cương đã vững vàng, sẽ dứt áo mà đi. Chàng hỏi mượn Văn Phong Tứ Bảo viết một toa thuốc để bồi bổ sức lực cho Hoàng Thượng. Thấy dược vị tầm thường, ít dùng đến sâm nhung, viên thái y tỏ vẻ băn khoăn. Hoàng cung không thiếu gì các loại thuốc trần quý, sao Ngũ Vương gia không dùng đến? Chàng cười đáp, thuốc có công hiệu hay không là ở chỗ đúng vị, đúng liều lượng. Xin thái y cứ yên tâm, chỉ sau 3 tháng, Thánh Thượng sẽ hồi phục như xưa. Do Tứ Vương gia đã dặn dò nên Tô Mạo và Thái Giám bị giám sát chặt chẽ, giam kỹ trong cung, không cho tiếp xúc với bất cứ ai. Các đại thần cũng khẩu kín như bình, nên Nhị Vương gia không biết rằng Tứ Đệ đã hồi kinh. Lão có đến vấn an Thánh Thượng, nhưng thấy Hoàng Thượng vẫn nằm thiêm tiếp trên giường.